tương lai của các ngày thứ ba taco giữa các thiên hà nằm trong tay NASA. Biên giới cuối cùng chỉ có một chút cay đắng khi phi hành đoàn của trạm vũ trụ quốc tế thu hoạch vụ trái ớt đầu tiên vào ngày 29 tháng 10. Lễ thứ 6 đã trích phi hành ra Megan McArthur. Sau khi thu hoạch, chúng tôi được nếm trái ớt xanh và đỏ. Sau đó, chúng tôi điền vào các cuộc khảo sát phải có dữ liệu. Cuối cùng, tôi đã làm món bánh tacos không gian ngon nhất của mình. Thịt bò fajita, cà chua và atiso đã được bù nước và hack chile. Sử dụng hệ thống môi trường sống thực vật của mình, NASA đã trồng trái ớt trong khoảng thời gian gần 4 tháng. Trong khi một số được ăn bánh tét ngon trên đỉnh, số còn lại sẽ được đưa về trái đất để nghiên cứu, theo trang tin NASA. Nghiên cứu này sẽ bổ sung thêm kiến thức của NASA về việc trồng cây lương thực cho các sứ mệnh không gian trong thời gian dài, trang web viết. Kể từ năm 2015, các phi hành gia đã trồng và ăn 10 loại cây khác nhau trên trạm vũ trụ khi họ nghiên cứu cách giải quyết những thách thức này và bổ sung thực phẩm tươi vào chế độ ăn của họ. Các nhà nghiên cứu đã dành 2 năm để chọn ra loại ớt hoàn hảo, hạ cánh trên hack chile từ hack New Mexico, mặc dù chúng không thể thực sự được gọi là ớt hack chile vì chúng không được trồng ở đó. Theo cơ quan này, những thí nghiệm như thế này sẽ giúp chuẩn bị cho chuyến du hành vũ trụ lên mặt trăng và sao hỏa trong tương lai. Trang web cho biết thêm, việc cho các phi hành đoàn trên mặt trăng và đặc biệt là sao hỏa sẽ là một thách thức về mặt hậu cần. Trong khi các phi hành đoàn vẫn sẽ dựa vào thực phẩm đóng gói từ trái đất. Một phần của thách thức là việc gửi nguồn cung cấp ra ngoài quỹ đạo trái đất thấp đòi hỏi nhiều thuốc phóng hơn và thời gian vận chuyển lâu hơn. Đặc biệt là tới sao hỏa. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.